Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị và các cô chú đã ghé qua kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An á, thì hãy nhớ nhấn cái nút chuông màu đỏ dưới đây nè, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì điều đầu tiên em muốn nhắc nhở mọi người á, là cái chương trình mà PPP, tức là Paycheck Protection Program này á, là nó sẽ kết thúc vào tháng 8, ngày 8 tây này. Nên nếu mà bạn nào tới thời điểm này vẫn còn chưa có mượn tiền đó thì các bạn tranh thủ apply càng sớm càng tốt nha. Tại vì tới tháng 8 ngày 8 tây á, là mình phải apply và mình phải ký mượn loan xong xuôi hết rồi á, thì hồ sơ của mình mới nhận được tiền. Còn nếu mà mình chỉ apply thôi mà tới tháng 8 ngày 8 tây mình vẫn chưa ký tên để mượn cái loan này á, thì các bạn sẽ không có nhận được cái tiền PPP này, là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là anh chị các bạn và các cô chú nào á, mà đã apply cái chương trình PPP rồi á, thì đây là thời điểm để mà mình có thể apply để mà xin cái tiền forgiveness, tức là mình phải điền cái form 3508 easy để mình có thể xin tiền forgiveness. Thì cái này á, là mình apply với lại cái nhà bang nào, cái lender nào thì mình cần phải nộp cái 3508 easy này cho cái lender đó. Thường theo em biết á, là những cái lender á, tới thời điểm này người ta sẽ email cho các bạn để mà người ta báo cho mình biết á, là bây giờ là mình bắt đầu mình đã có thể apply cho cái mà forgiveness 3508 easy rồi. Nên những bạn nào mà muốn apply thì các bạn tranh thủ lên coi mình có nhận email của những cái lender không, hoặc là mình lên cái website của cái lender đó để mà mình coi là nó đã có cái form 3508 easy chưa. Mình có thể down cái form đó xuống và mình có thể email cho cái chỗ mà nó cho mình mượn tiền, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là dạo gần đây á, có rất là nhiều bạn sợ về cái việc mà mượn tiền PPP. Tại vì mấy bạn nghe nói là có rất là nhiều người này người kia, người ta bị bắt hay là người ta bị gian lận tiền PPP. Nên nếu mà mấy bạn cảm thấy là mấy bạn mình apply đúng hết, mình không có cần phải sợ gì hết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mỗi hồ sơ nó sẽ có một cái khác nhau. Ví dụ như các bạn apply đúng, các bạn review đúng hết, các bạn có tiền, ví dụ như các bạn làm chủ, các bạn có những cái người thợ trả W2, các bạn apply và các bạn làm đúng hết giấy tờ thì các bạn không cần phải sợ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có một số anh chị kêu An á là tại vì mấy anh chị này là lãnh 1099, mấy anh chị đang phân vân, đang thắc mắc á là lãnh 1099 có apply được không, rồi khi mà mình apply đó mình có bị ảnh hưởng gì không. Có nhiều người ta đã apply cái chương trình này rồi, lãnh 1099 apply chương trình này rồi, được cho tiền rồi, nhưng mà người ta sợ và người ta muốn trả tiền lại đó. Thì An thấy là nếu như mà 1099 á, đúng theo luật của nó là các bạn vẫn được apply, và khi các bạn apply á, các bạn chỉ cần điền cái form 3508 easy để mà mình có thể xin forgiveness. Và cái cách xài á, dễ nhất mà An thường khuyên tất cả mọi người xài luôn á, là các bạn thứ nhất á, là các bạn xài ít nhất 60% trong đó để trả lương cho mình. Thì cách để mà chứng minh thì đơn giản nhất á, là các bạn dùng 60% đó, rồi khi mà cuối năm các bạn khai thuế, các bạn có thể claim cái 60% tiền lương, cái tiền mà PPP đó thành liền lương của mình. Mình phải đóng thuế trên cái tiền đó thôi, rất là đơn giản luôn. Ví dụ các bạn mượn được cái PPP đó là 1.000 đô, thì khi mà các bạn điền cái forgiveness, các bạn có thể bỏ hết 1.000 đô này vô cái tiền lương của mình luôn, tức là 100% các bạn dùng trả lương cho các bạn. Thì cuối năm á, các bạn có thể khai thuế là các bạn có cái income 1.000 đô năm nay trên cái hồ sơ thuế của mình. Thì đó là cái cách làm mà rất là đúng luật luôn, không có gì sai hết. Đó là cái cho cái PPP. Và một điều nữa là cái chương trình EIDL á, thì EIDL nó có hai cái, một cái là EIDL rent, một cái là EIDL loan. Cái tiền EIDL rent á, thì mọi người thường hay biết tới là mình apply mình nhận được cái 1.000 đô la free á. Thì dạo gần đây có nhiều người đang bị hoang mang á, là nghe những cái người YouTuber người ta nói là hiện tại bên SBA người ta đang review lại hết tất cả những cái hồ sơ, và cái hồ sơ nào mà không hợp lý, không hợp lệ hay gì đó, hay là người ta sẽ đòi lại cái 1.000 đô phi đó, cộng với lại người ta sẽ đóng băng cái bank account của mình. Thì cái này á, là mọi người có thể yên tâm, tức là nếu mà mọi người thật sự là self-employee nè, independent contractor, mình apply là hoàn toàn đúng luật luôn. Mình không cần phải có cái business license hay là mình không cần phải có cái gì, miễn sao mình có 1099, mình làm independent contractor hoặc là self-employee là mình đầy đủ điều kiện để mà apply cho cái chương trình này.
Và khi mà bên SBA á, người ta review lại tất cả hồ sơ á, không phải là người ta sẽ review lại hết tất cả hồ sơ, người ta chỉ review như những cái hồ sơ nào mà người ta cảm thấy không hợp lý, không hợp lệ, hoặc là người ta có question về cái hồ sơ đó thì người ta mới review lại. Và khi mà người ta review những cái hồ sơ đó, nếu mà người ta thấy ví dụ như là các bạn làm W2 đi, là các bạn không đủ điều kiện để mà các bạn apply cho cái chương trình mà EIDL để mà lãnh $1,000 free, thì tới lúc đó người ta mới đòi lại cái số tiền đó. Còn nếu như mà thật sự các bạn apply, các bạn đủ điều kiện á, thì SBA người ta hoàn toàn người ta không có đòi lại cái số tiền đó nha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những bạn nào á mà mượn được cái chương trình các bạn nào mà mượn được cái EIDL loan á, thì mà các bạn apply vô á, nó sẽ khi mà các bạn apply vô một cái application, nhưng mà các bạn sẽ apply cho hai chương trình chung với nhau luôn, một cái là EIDL Rent và một cái là EIDL Loan. Nếu mà bạn nào chỉ muốn lấy cái Rent thôi, các bạn không có, tức là lấy cái $1,000 free, các bạn không muốn mượn tiền á, thì bên SBA nó có nhiều trường hợp nó vẫn gửi email cho mình, nó kêu là mình eligible để mà mình mượn một cái số tiền nào đó. Nếu mà mình không muốn mượn tiền thì mình ignore cái email nó đi, có thể nó gửi cho các bạn một lần, hai lần. Và khi mà các bạn ignore nó đi thì nó sẽ tự động, tức là bạn không có làm gì nữa hết thì nó sẽ tự động nó đóng cái hồ sơ của mình lại. Thì đó là trong trường hợp mà các bạn chỉ muốn lấy tiền rent thôi, các bạn tức là lấy tiền $1,000 free, các bạn không muốn mượn tiền á, thì mình không cần phải làm gì hết. Trường hợp thứ hai á, hiện nay có rất là nhiều người người ta được mượn cái tiền loan mà người ta không có mượn tiền rent, tại vì tiền rent á là nó đã hết rồi. Thì bây giờ khi mà các bạn apply vô, hoặc là các bạn apply vô đợt trước nhưng mà tại vì cái tiền rent nó hết rồi nên nó chỉ cho mình mượn cái loan mà thôi, thì nếu mà các bạn nào muốn mượn cái loan thì các bạn có thể sign up để mà mượn. Còn nếu mà mình không muốn mượn á thì mình cũng không cần làm gì hết, thì tự động bên SBA nó sẽ đóng cái application của mình lại. Có nhiều người người ta vừa mượn luôn cái loan, vừa mượn luôn cái loan, vừa lấy được luôn cái rent. Thì cái rent á thì phải là trả trong vòng, các bạn có thể trả trong vòng 30 năm. Cái tiền lời là 3.75%. Nói 30 năm không phải là các bạn đợi tới 30 năm các bạn trả, mà bất cứ lúc nào các bạn có tiền các bạn cũng có thể trả cái khoản tiền này vô mà không có bị ảnh hưởng, không có bị phạt, không có bị penalty gì hết. Có rất là nhiều anh chị hỏi em á, vậy cái tiền mà EIDL loan này mình xài như thế nào? Thì em đã có một vài người bạn của em á đã gọi lên bên SBA để mà hỏi luôn á, thì SBA á nó recommend mình á, khi mà mình nhận được cái loan của SBA á, điều đầu tiên á mình nên mở một cái bank account khác, mình đừng có bỏ chung với lại cái personal, tức là cái bank account cá nhân của mình. Mình hãy mở một cái tài khoản ngân hàng khác và mình bỏ cái số tiền mà EIDL loan mình mượn được vô cái tài khoản ngân hàng này. Và nếu mà các bạn muốn chi xài những cái gì mà để mà các bạn claim vô cái tiền mà EIDL loan á, thì các bạn sử dụng cái bank account này, để khi mà bên SBA người ta cần các bạn chứng minh ra thì các bạn gửi cái bank account đó cho người ta thì sẽ là dễ nhất cho tất cả các bạn. Còn nếu mà các bạn nào á mà để cái bank account của mình chung vô với lại tài khoản ngân hàng cá nhân của mình á, thì khi mà tới lúc mà SBA nó muốn coi cái số tiền EIDL á mình xài như thế nào á, thì sẽ rất là khó cho các bạn để mà các bạn chứng minh cái nào là cho cái business của các bạn, cái nào là cho cái personal. Và nếu mà bạn nào đọc kỹ cái EIDL loan application khi mà các bạn ký mượn á, các bạn sẽ thấy có một điều á là mình phải có trách nhiệm, mình là người giữ cái bookkeeping, tức là giữ cái tài khoản ngân hàng, những cái chi phí ở trong đó một cách đàng hoàng cho bên SBA coi. Nếu như mà khi mà SBA người ta yêu cầu á mà mình không có đưa ra được một cái bookkeeping, tức là một cái cuốn sổ sách đầy đủ đúng theo những cái mà SBA yêu cầu á, thì các bạn sẽ là người, các bạn những cái người mượn tiền á, mình sẽ là người phải có trách nhiệm, mình đi thuê những cái người CPA, những cái người accountant để người ta làm lại cái giấy tờ, sổ sách, hồ sơ thuế cho mình. Và lúc đó sau khi mà làm xong xuôi hết đó thì mình phải trình lên bên SBA. Và cái tiền mà thuê cái người CPA á là cái người mượn, tức là bản thân các bạn mượn tiền các bạn phải trả, chứ SBA người ta không có trách nhiệm là người ta phải ngồi người ta coi cái hồ sơ các bạn, coi giống như là ồ cái này là tài khoản ngân hàng, cái này là tôi xài cho cá nhân tôi, cái này là tôi xài cho cái business, cho cái hoạt động kinh doanh, là các bạn phải là người làm cái đó và mình phải là người thuê cái người accountant đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là
Nếu như mà bạn nào mà đã mượn cái tiền này rồi mà các bạn cảm thấy là ồ rắc rối quá và mình chưa có cần thiết mình phải xài cái số tiền này á, thì các bạn lúc nào các bạn cũng có thể trả lại cho bên SBA hết. Thì khi mà trả lại cho SBA á, thì các bạn có thể gọi lên nói chuyện với người ta, người ta sẽ chỉ cho các bạn cái bước tiếp theo. Hoặc là cái đường link đầu tiên ở dưới phần comment á, An sẽ để một cái đường link của bên SBA, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn từng những cái bước nào để mà các bạn có thể trả cái tiền lại nếu mà các bạn không muốn mượn tiền nữa. Ví dụ như á, là mình có thể trả qua phone nè, mình có thể mail check lại nè, mình có thể lên online mình trả nè, nó sẽ có những cái bước trả ở dưới. Thì nếu mà bạn nào á mà mượn tiền rồi nhưng mà các bạn cảm thấy là các bạn không cần thiết các bạn phải xài đến cái số tiền đó, thì coi ở cái đường link ở cái phần comment đầu tiên ở dưới phần comment á, em sẽ pin lại cho các bạn coi nha. Và nếu mà bạn nào mà nhận được cái tiền EIDL mà ren 1.000 đô phi á, mà các bạn vẫn còn đang hoang mang, các bạn đang sợ là không biết là bên SBA người ta có lấy lại cái tiền đó không, hay là người ta có đóng băng lại cái nhà tài khoản ngân hàng của mình không á, thì các bạn cứ yên tâm. Nếu như mà các bạn làm đúng luật, các bạn apply đúng luật thì các bạn không cần phải sợ. Và hiện nay á, tính tới thời điểm hiện tại, SBA người ta cũng không có thông báo gì là người ta sẽ đòi lại cái tiền 1.000 đô phi đó hết. Người ta chỉ review lại một số những cái hồ sơ mà người ta thắc mắc và người ta question về những cái hồ sơ đó thôi. Đó là những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà mấy bạn thấy thích á, cho An một like, share, subscribe kênh channel cho An nha. Và cái đường link ở dưới nữa An cũng sẽ để mà các bạn nào mà muốn mở tài khoản với lại Robinhood á, để mà trade stock, các bạn cũng có thể xài cái đường link của An để các bạn có thể nhận được một cái stock fee. Hoặc là các bạn nào mà muốn nhiều hơn á, thì các bạn có thể xài cái đường link Webull. Thì khi mà các bạn mở cái account, các bạn sẽ được một cái stock fee. Khi mà các bạn link cái bank account vô và mình deposit vô 100 đô á, thì mình sẽ nhận được thêm một cái stock fee nữa. Đó là hai cái nếu mà các bạn dùng Webull. Còn nếu mà các bạn dùng Robinhood á, thì mình chỉ được một cái stock fee thôi, nhưng mà mình không có cần phải bỏ tiền vô gì hết. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của An nha. Bye bye.